Thưa quý vị, trong đêm nay và sáng ngày mai là thời điểm gió đông nam ẩm lấn vào mạnh nhất, vì thế ở các tỉnh miền Bắc sẽ xuất hiện mưa rào và dông trên diện rộng. Trong đó ở khu vực đồng bằng, tỉnh Hòa Bình hay là phía nam của tỉnh Sơn La là những vùng có mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Đến trưa và chiều mai, miền Bắc mưa giảm dần và trời chuyển nắng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở Bắc Bộ sẽ tăng lên ngưỡng từ 32 đến 34 độ. Riêng khu vực vùng núi phía Bắc có nơi nhiệt độ cao 35 độ, trời nóng nhẹ. Ở miền Trung, một dọc các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, trong đêm nay và sáng mai cũng có mưa rào và dông trên diện rộng. Trong đó, ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh là những vùng có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa có thể xấp xỉ đạt mức 100mm. Ở khu vực vùng núi phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An cần phải đề phòng với nguy cơ lũ quét và trượt lở đất. Trong khi đó, ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, đêm nay và chiều tối mai chỉ có mưa ở một vài nơi, còn ngày trời nắng. Nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở miền Trung, vùng từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ. Còn ở các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao từ 33 đến 35 độ. Gió mùa Tây Nam đang có dấu hiệu suy yếu dần nên mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ cũng giảm hơn. Vùng có mưa vừa, mưa to sẽ thu hẹp lại, chỉ còn xuất hiện cục bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày mai ở Tây Nguyên dao động từ 26 đến 29 độ, với khu vực Nam Bộ ngưỡng nhiệt là từ 30 đến 33 độ. Trên biển, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây huyện đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan và vùng biển phía đông của khu vực Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét. Ngoài ra, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Trường Sa có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.